bí quyết xử lý số tiền thuế, tiền nộp chậm nộp, tiền nộp thừa. Trường hợp công ty quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân ủy quyền cho công ty quyết toán thay, thì công ty có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn lại phải nộp để trừ cho cá nhân, để trả cho cá nhân nộp thừa. Trường hợp vẫn còn số thuế nộp thừa thì công ty ứng trước tiền để trả cho cá nhân, đồng thời lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 NDHT đề nghị hoàn thuế, ban hành theo thông tư số 156 TTBTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 điều 33 thông tư 156 TTBTC tại khoản 2 4 5 điều 33 thông tư 156 TTBTC ngày 6 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý số tiền tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. 2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau: A. Bù trừ tự động số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 29 thông tư này, trừ trường hợp điều tại điểm B khoản 1 điều này. B. Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của từng lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế của cùng nội dung kinh tế tiểu mục quy định tại mục nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp nêu tại điểm B khoản 1 điều này. Trường hợp quá 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh các khoản nộp tiếp theo thì thực hiện hướng dẫn tại điểm C khoản này. C. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm B khoản 1 điều này, và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm A khoản này, sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm A điểm B khoản này mà vẫn còn số thuế, số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại chương 7 thông tư này. 4. Đối tượng cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế. Tổ chức cá nhân chi trả thu nhập ứng trước tiền để trả cho cá nhân số thuế nộp thừa và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế như sau: A. Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế mẫu 05KKTNC CN ban hành kèm theo thông tư này, thu nhập cá nhân nghĩa là nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện như sau. Trường hợp trên bảng kê 05-1BK thuế thu nhập cá nhân chỉ có cá nhân nộp thừa thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. Trường hợp trên bảng kê 05-1BKTNC có tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số thuế của cá nhân nộp thiếu thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. B. Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế, nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp ngân sách nhà nước
thì tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. 5. Nghĩa vụ kết toán thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức cá nhân chi trả thu nhập. Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ cũng có số thuế nộp thừa, thì cá nhân chi trả thu nhập lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 NDHT ban hành tại thông tư này cho cả hai nghĩa vụ này, cơ quan thuế thực hiện quản lý để hoàn trả thuế. Gửi cơ quan thuế. Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa, số thuế bằng 0, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lấy giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 NDH đề nghị hoàn thuế ban hành theo thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. Trường hợp nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ kết toán thay không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa, số thuế bằng 0, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lấy giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 NDHT ban hành tại thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế còn phải nộp hoặc nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lấy giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 NHT ban hành tại thông tư này để thực hiện bù trừ, trong đó ghi rõ phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. Tại khoản 1 điều 53 quy định việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế đối với tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế gồm giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu 01 NHT ban hành theo thông tư này, bản chụp chứng từ biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại khoản chụp đó, hạch toán các khoản chi phí trong doanh nghiệp xây lắp